Xin đồng nhiệt chào mừng toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã đến với kênh bán hàng của công ty ô tô Quang Vương. Và mới nhất trong ngày hôm nay thì bên em vừa về mẫu xe Daewoo Gentra sản xuất năm 2009. Xe mang tên Tư Nhân Biển Hà Nội, một mẫu xe rất là đẹp. Và đây là màu đỏ nguyên bản, zin nguyên bản của nhà sản xuất nhé, không phải là màu đen đổi thành màu đỏ đâu quý vị nhé. Ở chiếc xe này chủ xe đã nâng độ hệ thống màn hình cam lùi mâm đúc. Đó, xe thì gia đình công chức người ta dùng nên người ta rất là giữ gìn, cẩn thận. Xe hoàn toàn không lỗi, không đâm va, không tai nạn, không taxi, không dịch vụ. Và chiếc xe này em bán 200 triệu, anh em muốn mua thì liên hệ qua số điện thoại 0968109699. Thì đây là con xe em vừa về xong, em cũng chưa cọ rửa, chưa có làm bất kể một cái gì ở con xe này cả. Lên sóng quay luôn cho anh chị chúng ta cùng xem luôn. Đây, anh chị có thể thấy là xe rất là chất luôn. Đây, chưa làm bất kể một gì luôn. Thì cũng có rất nhiều anh chị chúng ta gọi điện cho em bảo là quay video chi tiết, bây giờ mới có thời gian quay cho anh chị xem được, vì sáng nay cũng rất là bận. Đây, đây là màu đỏ xịn theo xe chứ không phải là màu mà một màu trắng đổi thành màu đỏ hoặc màu đen đổi thành màu đỏ là không phải nhá. Nguyên bản sản xuất ra nó là màu đỏ luôn. Đó, màu đỏ này luôn. Thế chị chúng ta có thể thấy là xe rất là chất luôn này. Anh em nhìn thấy cái xe có nước sơn bóng không? Đẹp không? Đấy, máy móc rất chất luôn. Anh chị đừng quên đăng ký ủng hộ kênh. Bên em về rất nhiều mẫu xe Ben nữa kìa. Này anh em nhìn này, Hoàng Huy này, rồi Thaco, Hoa Mai, Trường Giang, rồi Kiểu Long, rồi rất nhiều dòng xe. Thì anh em chúng ta nhớ đăng ký ủng hộ kênh bên em nhé. Đây, anh em nhìn này, em sẽ quay thật gần cho anh em nhìn này, cái nước sơn của xe nó đẹp. Biển Hà Nội luôn, tên tư nhân. Máy 1.5, vô cùng tiết kiệm. Xăng ăn như vi ớt luôn, dòng này rất là lành. Đấy, em nhìn nước sơn đẹp không? Đấy, đẹp không? Bóng nhấy nhụa luôn nhỉ. Đấy, xe dân người ta dùng, người ta đi cẩn thận lắm. Xe hoàn toàn không taxi, không dịch vụ bất kể một ngày nào, một giờ nào cả anh chị nhá. Chúng ta mua những con xe này phải yên tâm mà chạy thôi. Lắp thêm màn hình cam lùi rồi. Vành đúc rồi. Đó, đây nội thất bên trong của xe, ngay bây giờ sẽ quay cho anh chị xem này. Rất mới. Đây, trần phào cũng rất là sạch. Đây, ghế kia cũng vậy. Ghế đã được bọc. Anh chị chúng ta không thích thì chúng ta bỏ cái áo ghế này đi cũng được. Cá nhân tôi là cứ để này cho nó đỡ rách dưới ghế. Ngồi nhiều nó sau này ghế nó bạc màu, nó rách thì chúng ta có cái này chúng ta đỡ. Đấy, vô lăng đẹp không? Đấy, với một con xe như này anh em phải nhanh tay nhá. Nhanh tay không là lại bán mất ngay luôn đấy. Nhìn tươi không? Này, không có hiện tượng gì là dùi đục hoặc là khoan đục gắn đồng hồ hoặc là bất kể một cái gì ở đây nhá. Đấy, quý anh chị nhìn này. Đấy, xe dân người ta dùng luôn. Thì mới mua được những con xe như này. Đấy, vô lăng này, anh em nhìn vô lăng này đã thấy độ đẹp chưa? Không một chút gì mờ luôn. Đây, sần sùi luôn nhá. Đó, đấy là một con xe đẹp. Thì đêm qua em chỉ có lên sóng một số cái hình ảnh thôi. Đấy,
chứ còn chưa có video chi tiết, bây giờ mới lên sóng chi tiết cho anh chị chúng ta xem được. Rất là chất luôn, nói chung là không phải bàn bất kể một cái gì ở trên con xe này cả. Củ số đây. Đây, rõ không? Rất rõ. Đấy. Đấy. Táp bi đây. Keo chỉ sùng chỉ thì thôi, không phải cần quay nhiều. Em chỉ bảo là cam kết bảo hành không đâm đụng luôn. Anh chị nha. Thế cho nó nhanh. Địa chỉ xem xe này, công ty ô tô Quang Vương, địa chỉ khu 8, xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ anh chị. Và đối với khách hàng ở xa thì bên em hỗ trợ giao xe nhá. Giao xe toàn quốc, từ Bắc vào Nam luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây này, cái vân gỗ này nó tươi này. Đó. Đây. Đằng sau đây, ghế kia không có bị rách nhá, có cả áo ghế rồi. Trần trước đây không có bẩn biếc gì đâu nhá. Đấy, rất đẹp. 200 triệu bây giờ chúng ta chả mua được con xe gì cả mà hai đầu cả. Mà lại đẹp, form đẹp, dáng đẹp, đời cao thì hơi khó. Mà lại mua xe tên tư nhân, không taxi, không dịch vụ, nó lại càng hiếm. Máy số lại chất, không đâm đụng, không có ngập nước gì cả. Đấy, thì lại càng cực kỳ hiếm luôn. Đẹp không? Đó. Rất là hiếm luôn. Hiếm lắm luôn. Đây, chị nhìn này. Đấy. Đây, keo chỉ sùng chỉ nhá. Zin 100% nhá, xe sản xuất năm 2009. Đấy. Xăng ăn con này, xăng chỉ ăn vào khoảng 6 đến 7 lít xăng thôi. Vô lăng đây, đứng bên nào quay cũng thấy là độ đẹp của vô lăng. Đó, độ sần này. Đây à, rất chất luôn. Nói chung là không phải bàn về chất xe. Đấy. Đấy, anh chị nhìn đây. Máy móc rất chất luôn. Đó, anh chị nhìn nhá, đây là màu đỏ xịn theo xe nhá. Đấy. Em quay khá là chi tiết cho chị xem con xe này. Thì khoang máy thì em vẫn chưa rửa, cho nên là nó cũng hơi bẩn một chút. Nhưng thôi, cứ quay luôn cho anh chị xem. Vì xe về là xe mộc mà, em chả làm gì cả. Xe mộc này mới quý, đúng không ạ? Đây, máy móc khô giòn đây anh chị nhìn này. Đây. Đây, máy móc khô giòn này. Đấy. Rất là khô ráo. Đây, từng cái đinh tán, đinh bấm đây. Đấy. Cầu kiếc này, xe máy là nguyên bản, chưa làm máy nhá. Đây, nguyên bản luôn đây, anh chị nhìn thấy chưa ạ? Máy nổ rất êm đúng không? Đấy. Capo đây. Đấy, em có đã quay khá chi tiết cho anh chị xem, thì nếu anh chị quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0968 này, 109699. Em tên là Quân nhá. Đấy. Khám phí của con xe này thì là đến tháng 1 năm 2020 cơ. À, số điện thoại của em là 0968 109699. Đây, khoang để đồ đây. Mà đây, dán chống ồn quanh xe rồi. Đây là dán chống ồn quanh 3M quanh xe luôn nhá, rất là đảm bảo luôn. Xin chào anh chị nhá, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của em. Chào, hẹn gặp lại.